Xin chào mọi người nhá. Hôm nay Toàn lại làm video quay về cái xe SH 2020. Video hôm nay nội dung là chỉnh cái đèn màn hình ở trên táp lô SH 2020. Ở đây mình sẽ chỉnh bằng phím info A, info B. Đó. Thế bây giờ nhìn trên màn hình to, mình sẽ làm cái thao tác để chỉnh được cái đèn ở trên cái màn hình. Thì màn hình to và màn hình nhỏ đều chung cái nền, đều chung cái nền ánh sáng. Đầu tiên chúng ta sẽ giữ chặt hai nút info A và B cùng một lúc nhá, giữ chặt này. Rồi. Chúng ta đợi. Rồi, chúng ta thấy là cái đồng hồ báo giờ nó nhấp nháy, ý là chỉnh chế độ giờ. Đấy. Thì chúng ta bỏ qua, chúng ta sẽ ấn info A là led, còn info B là chuyển chế độ nhá. Thì mình sẽ ấn B là chuyển chế độ này, mình ấn này. Mọi người để ý cái góc báo giờ này. Ấn info B này. Rồi. Thì nó chuyển sang chế độ chỉnh giờ. Ấn tiếp này. Nó chuyển sang chế độ chỉnh phút. Mình ấn tiếp này. Rồi, nó xuất hiện là 5 cái ô vuông. Thì đây là chế độ chỉnh cái đèn của cái nền ánh sáng của cái nền màn hình. Thì chúng ta sẽ chỉnh bằng phím A. Mình ấn này. Đấy. Thì đây chúng ta thấy này, tối nhất và sáng nhất, tối dần. Tối dần, tối nhất, sáng nhất. Đấy. Mình để chế độ tối nhất. Rồi, chúng ta thấy là hai màn hình lớn và nhỏ đều tối. Bây giờ mình chỉnh sáng nhất nhá. Bấm này, A này. Đấy. Bấm phát nữa là sáng nhất. Rồi. Tối vừa. Tối nhất. Cố tình ấn thì là sáng nhất. Rồi, mình sẽ để chế độ sáng nhất đủ 5 cái ô vuông. Rồi, như vậy là mình đã chỉnh xong. Chỉnh xong rồi thì chúng ta tắt khóa điện đi. Là hệ thống sẽ lưu lại cái bộ nhớ. Rồi. Ok, đèn màn hình là sáng nhất. Rồi, video ngắn gọn như vậy thôi. Mình đã hướng dẫn thành công mọi người chỉnh cái đèn, cái độ sáng của cái màn hình trên xe SH 2020.